giới thiệu tên và sinh đâu rồi cho mình xem. Tôi xin được giới thiệu tên. Tên tôi là Nguyễn Thị Nụ. Tôi sinh ra ở Sài Gòn, rồi tôi sống ở cô nhi viện. 2 tháng tuổi là tôi sống ở trong cô nhi viện. Từ nhỏ đến lúc 5-7 năm, tôi được 9 tuổi, thì cô nhi viện giải tỏa, giải phóng xong giải tỏa. Được người Bắc, hai vợ chồng người Bắc xin tôi về làm con nuôi. Rồi sơ cho tôi được là đi làm con nuôi ở bên Hồ Nai. Rồi lúc lớn lên 11-12 tuổi thì cha nuôi mẹ nuôi tôi bắt tôi đi xếp hàng, mua xếp hàng năm bao cấp, xếp hàng mua đồ về cho cha nuôi mẹ nuôi bán. Rồi tôi không có xếp hàng được thì về đánh đập tôi rồi chửi tôi. Rồi sau có một người cũng thương tôi rồi thì an ủi tôi, rồi tôi bây giờ con cũng khổ rồi. Cha mẹ không có thì bây giờ con cứ cố sống lên để lớn lên mà đi làm cho đỡ khổ. Rồi sau này tôi lớn lên thì cha mẹ nuôi không cho tôi ở trong nhà nữa, rồi đuổi tôi ra ngoài đường, nói tôi là không ngờ bây giờ nuôi mày là Mỹ đen mà mày không có chịu làm ăn. Mà tôi đi làm đi cày thấy mồ ra không được ăn được học, cũng không bằng con người ta. Rồi tôi ở sống đến lúc mà cha mẹ nuôi đuổi tôi ra ngoài đường thì tôi đi làm thuê làm mướn, đi rửa chén, đi làm đi học cũng không có được đi học. Rồi đến lúc mà tôi lớn lên thì đi ra ngoài đường thì đội nón thì người ta cứ chửi tôi là Mỹ đen, đuổi tôi đi về nước. Rồi tôi nhỏ tôi biết đi đâu rồi tôi về nước. Rồi tôi giấy tờ trong tay tôi cũng không có. Cứ lấy tôi đội nón lá thì cứ lấy sình đội ném vào nón lá, ném vào đầu tôi chửi tôi là Mỹ đen. Rồi tôi cũng cố nghiến lợi, rồi tôi cũng đi làm thuê làm mướn cho người ta cho ông qua ngày đặng tháng. Rồi xong này cha tôi thì tôi không có nói, rồi như mẹ nuôi tôi thì tôi cũng không biết là mẹ tôi đẻ sinh ra tôi ở đâu mà nên lúc bỏ tôi vào trong cô nhi viện, lúc mẹ nuôi thì mang về thì lại ngược đãi đánh tôi. Đời tôi bây giờ cũng khổ. Đến lúc người lớn lên thì đi lấy chồng thì làm giấy tờ hồ sơ, thì làm hồ sơ thật giấy tờ sạch thì nói ra đại sứ quán nói tôi là làm hồ sơ ghép chứ không phải là hồ sơ thật, thì đánh giấy là từ chối. Đến lúc người tôi đi ra ngoài thì ngoài đường thì tôi cũng không biết là đi đâu về đâu bây giờ nữa, thì tôi cũng chồng tôi chết thì xong thì tôi cũng đi mướn phòng trọ tôi ở, rồi đi kiếm sống sinh nhan hàng ngày. Bây giờ tôi cũng không biết chồng về đâu. Bây giờ tôi thử mong là các nước hòa đồng, rồi thì tội nghiệp nhận chúng tôi còn lại ở bên Việt Nam này, cho chúng tôi được đi về nước sớm được ngày nào thì chúng tôi đỡ khổ ngày đó. Bây giờ cái phòng trọ của tôi nhỏ xíu như thế này mà tôi đi làm coi như là đi bán vé số cũng không có đủ tiền để mướn phòng trọ nữa, cũng phải vay tiền đứng tiền góp, nay đóng tiền đứng mai đóng tiền góp. Đi bán ngày thì được vé số thì được có mấy chục ngàn cũng không đủ sinh nhai từng ngày một. Do tôi mong làm sao là bên các nước dũng tay vào giúp đỡ chúng tôi được về nước được năm nào sớm được ngày nào hay ngày đó, cho chúng tôi đỡ tội nghiệp mà dương tay ra đón mấy đứa trẻ mồ côi, mấy đứa trẻ lai Mỹ đen còn lại ở bên Việt Nam đây. Chúng tôi cảm thấy chúng tôi rất cô độc, chúng tôi rất khổ. Ra ngoài đường thì kỳ nghĩ chúng tôi là lai đen lai nọ kia, chúng tôi lại có cái nợ xấu số, tôi không có con, chồng tôi thì chết, con tôi không có. Bây giờ tôi ở một thân một mình, tôi rất khổ, tôi cảm thấy rất cô độc, rất khổ. Bây giờ tôi có mới chị em, anh em này bên này thì trông lấy nhau thôi. Còn ở ngoài đường thì không ai người ta nghĩ đến này bây giờ nữa, xin đi việc làm đâu cũng không có được, xin giấy tờ cũng không có được, cũng không ai người ta nhận. Đành phải đi cầm mấy tờ vé số bán để lấy tiền sinh nhai hàng ngày, lúc ốm lúc đau cũng khổ lắm, tội nghiệp lắm. Bây giờ tôi được cầu mong các nước
cầu mong các thế giới nhúng tay vào can thiệp cho chúng tôi sống trở nào về quê cha đất tổ được ngày đó, càng sớm càng tốt cho chúng tôi đỡ khổ tội nghiệp lắm. Tôi cầu mong như thế. Tôi sống ra chưa được vòng tay ô yếm của mẹ ở trong trại mồ côi. Trong cô nhi viện có sơ là mẹ của tôi, đến lúc sơ lại bỏ, sơ giải phóng sơ lại bỏ sơ đi. Dạ tôi không biết kêu ai là mẹ, kêu ai là cha cả. Tôi sống tội nghiệp.